Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo thông tin vừa mới cập nhật, lãnh đạo công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm giữ 6 thanh niên để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, gồm Lê Đức Đạt sinh năm 2007, Hồ Thanh Hiếu sinh năm 2007, Nguyễn Hồng Tâm sinh năm 1997. Lê Văn Hiếu sinh năm 2003, Trần Hoàng Hiền sinh năm 1989 và Trương Nguyễn Duy Tuyên sinh năm 2002. Tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Theo người nhà học sinh DNBL, học lớp 11 trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, thị trấn Liên Nghĩa, vào khoảng 22 giờ tối 13 tháng 4, khi em L và bạn học cùng trường là NAH chở nhau trên xe máy đi học thêm về nhà thì bất ngờ bị nhóm thanh niên đánh nhầm. Trước đó khoảng 21 giờ ngày 13 tháng 4, Lê Đức Đạt đi xe gắn máy chở theo Hồ Thanh Hiếu từ thị trấn Liên Nghĩa về xã Phú Hội theo hướng quốc lộ 20. Khi đến khu vực gần hồ Nam Sơn thị trấn Liên Nghĩa, hai thanh niên này gặp một nhóm khoảng 20 người đi trên khoảng 10 xe gắn máy ngược chiều với Đạt và Hiếu. Sau cái nhìn khiêu khích, khoảng 3 đến 4 xe gắn máy quay đầu lại đuổi theo xe của Đạt và Hiếu. Lê Đức Đạt tăng tốc bỏ chạy về đầu hẻm bê tông thuộc thôn Phú Trung xã Phú Hội. Lúc này Đạt và Hiếu gọi điện cho Nguyễn Hồng Tâm, 27 tuổi, Trần Hoàng Hiền, 35 tuổi, Trương Nguyễn Duy Tuyên, 22 tuổi, Lê Văn Hiếu, 21 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Trọng chuẩn bị hung khí tập trung để đánh nhau. Sau khi gọi được người, nhóm Lê Đức Đạt về nhà Tâm lấy dao phóng lợn, tiếp sắt và gạch đá rồi đi bộ ra đầu hẻm sẵn sàng nghiên chiến. Đúng lúc nhóm thanh niên 20 người từ thị trấn Liên Nghĩa mang theo dao phóng lợn, cây gậy, chạy xe đến. Cả hai nhóm sử dụng gạch đá, gậy, ném về phía đối phương rượt đuổi la hét đánh nhau, gây hỗn loạn, mất an ninh trật tự. Rượt đuổi nhau khoảng 10 phút, nhóm thanh niên ở thị trấn Liên Nghĩa bỏ chạy. Khoảng 5 phút sau, em DNBL và NAH cùng học lớp 11 trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, chở nhau đi học thêm về, ngang qua khu vực vừa xảy ra đánh nhau. Do nhìn nhầm và nghĩ hai học sinh này là nhóm thanh niên ở Liên Nghĩa, quay lại, nên nhóm lê đức đạt sử dụng gạch đá cây gậy dao phóng lợn ném vào xe của hát và nhóm bạn đang di chuyển tới do bị tấn công bất ngờ hát mất lái và vào đuôi một xe tải đang đậu bên đường rồi lao vào cổng nhà dân bị thương nặng khi phát hiện ra tay nhầm người hai em nằm bất động nhưng nhóm thanh niên tiếp tục ngăn chặn người dân xung quanh đưa hai em vào bệnh viện hát bị chấn thương sọ não hôn mê gãy xương đùi phải cùng nhiều vết thương hở đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa lâm đồng trong khi đó, L bị gãy xương đùi phải, chấn thương đầu, đa chấn thương và được gia đình đưa về thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu điều trị. Xác định vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự và bức xúc dư luận địa phương. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an thị trấn Liên Nghĩa và công an xã Phú Hội khẩn trương điều tra xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang thông tin Đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1989, chú ấp Phú An 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi giết người. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4, Phương mua rượu và mồi mang về nhà ngồi nhậu một mình. Cậu ruột Phương là ông Lê Văn Trinh, 66 tuổi, từ nhà bên cạnh bước sang đứng trước nhà mắng người cháu vì cứ ăn nhậu tối ngày không lo làm việc. Bực tức, Phương đi ra mé kênh trước nhà lấy bình hoa bằng sành đến đánh nhiều cái vào đầu của ông Trinh, khiến nạn nhân ngã xuống nền đất. Phương không dừng lại mà tiếp tục cầm bình hoa đập nhiều nhát vào đầu của ông Trinh, đến khi người cậu bất tỉnh thì Phương mới bỏ trốn khỏi nhà. Khoảng 30 phút sau, bà LTH, mẹ của Phương, đi nhặt phế liệu về thì phát hiện ông Trinh chết trước cửa nhà, nên đã nói với những người xung quanh để trình báo công an. Khi biết tin đang bị truy tìm, chiều cùng ngày, Phương đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Liên quan đến vụ bé gái 12 tuổi mang thai 38 tuần, nghi bị xâm hại ở Hà Nội, anh N.A. trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, đầu tháng 1 năm 2024, gia đình nhận thấy bụng cháu Y, sinh năm 2012, con gái anh A to hơn bình thường, nên đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả xác định cháu Y mang thai ở tháng thứ 6. Cho đến nay, thai nhi đã được 38 tuần tuổi. Thời điểm phát hiện sự việc qua lời kể của con, gia đình được biết cháu Y bị người đàn ông hàng xóm làm hại nhiều lần. Người hàng xóm thường lợi dụng những khoảng thời gian vào buổi chiều khi gia đình anh đi làm để có ý đồ xấu với cháu, thậm chí có lần người đàn ông hàng xóm còn dụ em sang nhà chơi và thực hiện hành vi ngay tại nhà đối tượng. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình đã dẫn cháu đến công an xã Tam Hiệp để trình báo. Công an huyện Thanh Trì đã cử cán bộ điều tra xuống lấy lời khai, tuy nhiên đến nay gia đình chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm từ công an huyện Thanh Trì dự kiến chiều nay con gái tôi sẽ mổ sinh gia đình mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm minh người xâm hại tình dục con gái tôi anh a nói vẫn theo bố cháu y từ khi phát hiện sự việc gia đình anh phải nghe những lời xì xào bàn tán những ánh mắt thương hại của hàng xóm láng giềng không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi gia đình anh a cũng tạm thời cho cháu nghỉ học để tránh ảnh hưởng tới tâm lý tại địa phương gia đình anh a có hoàn cảnh khó khăn và là hộ nghèo nhiều năm để có tiền nuôi con, anh A phải đi làm nhiều công việc chân tay. Những lúc rảnh rỗi, anh A thường phải chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Được biết, vợ chồng anh A có hai người con, cháu L là con út. Khi cháu L vừa tròn một tuổi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên vợ ông A đã bỏ nhà ra đi, đến nay chưa biết tung tích. Kể từ đó, ông A phải sống trong cảnh gà trống nuôi con. Mới đây, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có đối tượng chạy xe ô tô biển số 80A07997 có dấu hiệu giả danh công an, công an phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra xác minh. Tại hiện trường, công an thu giữ hai bộ trang phục giống trang phục công an nhân dân, ba biển số ô tô nền xanh 66A 05578, 80A00789, 80A07997 và biển số ô tô nền trắng 66A 04343. Kiểm tra ô tô thì sử dụng, công an phát hiện có nhiều tăng vật khác liên quan hành vi giả danh công an, gồm một tờ giấy in logo kèm dòng chữ một Công an, một băng màu đỏ có chữ kiểm tra điều lệnh công an nhân dân, một bộ đèn ưu tiên. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Lê Ngọc Thi, sinh năm 2002, ngụ xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Các tăng vật trên được Thi mua trên mạng Internet, mục đích sử dụng để ra oai với mọi người. Sau khi thuê xe ô tô, thi thuê tài xế nói mình là công an và vào các tiệm sửa xe để thay biển số. Được biết vào tháng 2 năm 2024, thi cũng bị công an xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh xử phạt hành chính về hành vi tàn trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh công an nhân dân. Vụ giả danh công an nêu trên đang được công an thành phố Cao Lãnh tiếp tục điều tra xử lý. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cũng đã bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1986, trú tại thị trấn Thành An, huyện Vĩnh Thạnh để điều tra hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Tuấn không có nghề nghiệp ổn định. Vào tháng 3 năm 2023, Tuấn lên mạng xã hội tìm mua trang phục công an cấp hàm trung tá và thẻ ngành công an giả với giá khoảng 1,6 triệu đồng. Sau đó, Tuấn mặc trang phục công an chụp hình rồi đăng lên tài khoản TikTok cá nhân có tên là Hai Gạch Hai Sao. Qua mạng xã hội TikTok, Tuấn đã kết bạn và làm quen nhắn tin trò chuyện thông qua ứng dụng Zalo với chị VTTH trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Để tạo lòng tin với chị Hát, Tuấn chụp nhiều ảnh mình mặc trang phục công an cùng với hình ảnh cộng số 8, súng và gậy ba khúc. Sau nhiều lần gặp gỡ thân tình, chị có tình cảm với Trung tá Giỏm Lúc này Tuấn nói với người tình là đang theo học lớp thạc sĩ công an nhân dân, phải vay tiền ngân hàng để trang trải chi phí và đang cần tiền đáo hạn. Tin lời, người phụ nữ đã 9 lần chuyển tiền cho Tuấn mượn, tổng cộng hơn 220 triệu đồng. Tuấn cũng đã lừa lấy số tiền 14,5 triệu đồng từ chị LTTT cũng đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh với cách thức tương tự. Qua các chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Thạnh đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở của Tuấn. Lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều giấy tờ giả như căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ ngành công an, hai khẩu súng hơi bắn đạn chì. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo quy định của pháp luật, Công an huyện Vĩnh Thạnh thông báo những ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Tuấn đến liên hệ trực tiếp tại Công an huyện Vĩnh Thạnh hoặc qua số điện thoại trực ban Công an huyện 02923 858 888 hoặc Đại úy Hồ Minh Hiếu số điện thoại 0979 324 để được giải quyết. Theo thông tin mới nhất, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đối với Phùng Văn Nam, sinh năm 1997, chú thôn Tân Phú, xã Bầu Trinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tội giết người và cướp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 23 giờ 42 phút ngày 21 tháng 10 năm 2023, Phùng Văn Nam, sinh năm 1997, chú thôn Tân Phú, xã Bầu Trinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gọi điện thoại cho ông Hồ Thanh Dũng, sinh năm 1966, thường trú tỉnh Hậu Giang, chỗ ở khu phố Hải Sơn, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xin phép cho Nam qua ngủ nhờ và được ông Dũng đồng ý. Khoảng 0 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2023, Nam đến phòng trọ của ông Dũng. Khi Nam nằm trên nền nhà để xem điện thoại di động thì ông Dũng ngồi phía sau sờ vào vùng kín của Nam. Nam giật mình hỏi: "Chú làm gì vậy?" Đồng thời Nam ngồi dậy. Sau đó, ông Dũng tiếp tục luồn tay vào trong áo sờ vào người của Nam thì Nam đứng dậy hất tay ông Dũng ra. Tức giận vì bị ông Dũng sờ vào người, Nam dùng chân đá vào bình nước gần đó làm bình nước đổ gây ướt chân của Nam. Nam đi vào nhà vệ sinh vừa rửa chân vừa chửi ông Dũng. Vì vẫn còn tức giận và khi đi ra thấy ông Dũng ngồi quay mặt ra cửa, Nam đi từ phía sau ông Dũng và dùng tay siết chặt cổ khiến nạn nhân bất tỉnh. Nghĩ là mình đã giết chết ông Dũng nên để che giấu hành vi phạm tội của mình, Nam đã ngụy tạo hiện trường việc ông Dũng chết là do tự quyên sinh do điện giật. Đối tượng đến khu bếp cắt một đoạn dây điện, một đầu có phích điện rồi đem phần đầu dây bị cắt đặt vào lòng bàn tay trái của ông Dũng. Tiếp đó, cắm phích điện vào ổ điện và khi thấy ông Dũng bị điện giật thì nam bỏ đi. Trước khi đi, nam mang theo hai điện thoại và một nhẫn vàng của nạn nhân mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi điều tra, ngày 16 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Văn Nam theo hai tội danh trên. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định ông Dũng chết do điện giật và trên cơ thể có tổn thương vùng cổ do chèn ép. Theo thông tin mới nhất vụ sát hại một lao động người Việt ở Đài Loan, nhà chức trách địa phương đã bắt 4 người Việt Nam và một người Đài Loan bị cáo buộc bắt cóc đòi tiền chuộc, sát hại một người Việt Nam họ Vũ. Các nghi can Việt Nam bị bắt gồm 3 người đàn ông họ Lê, Hoàng Vũ và một người phụ nữ họ Nguyễn nghi can đài loan được xác định họ hứa trong một tuyên bố các công tố viên cho biết người đàn ông họ lê và phụ nữ họ nguyễn đã bắt đầu lên kế hoạch bắt cóc nạn nhân họ vũ để đòi tiền chuộc ngay từ tháng trước sau khi người phụ nữ quen anh này trên mạng biết được thông tin về tài chính của gia đình nạn nhân hai người này đã nghĩ ra kế hoạch để người phụ nữ thuyết phục nạn nhân đi từ đào viên thuộc đài loan đến một địa phương khác sau khi nạn nhân đến nơi, người đàn ông họ Lê và những người khác đã ép anh lên một chiếc xe, đưa đến một nhà ở cho công nhân rồi thực hiện hành vi. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, theo báo cáo của ban quản lý lao động, văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, đơn vị đã liên hệ với các cơ quan chức năng để tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ án một lao động Việt Nam bị sát hại tại Đài Loan. Ban quản lý lao động báo cáo và đề nghị cục quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo công ty đưa người lao động đi làm việc nước ngoài thông báo và chia buồn với gia đình lao động. Cùng với đó, công ty này sẽ phối hợp với công ty môi giới Đài Loan hỗ trợ người thân của người lao động làm thủ tục hậu sự, tổ chức tang lễ và giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động, tiền lương tiết kiệm bảo hiểm nếu có. Những nghi phạm trước đó đã gọi video cho cha của nạn nhân ở Việt Nam để đòi số tiền chuộc 200 triệu đồng tuy nhiên khi nhận được tiền những người này vẫn tiếp tục giữ nạn nhân với ý định moi thêm tiền từ gia đình sợ nạn nhân kêu cứu nhóm người trên đã nhét khăn vào miệng dùng băng keo quấn quanh mắt miệng và mũi của nạn nhân khiến anh tử vong các nghi can sau đó trôn xác nạn nhân tại một trang trại mía sau khi bị bắt những người này đã đưa lực lượng điều tra đến nơi trôn thi thể nạn nhân nhà chức trách sau đó lấy dấu vân tay và khám nghiệm tử thi mới đây bộ ngoại giao xác nhận về vụ việc một công dân việt nam bị sát hại tại đài loan trung quốc ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc văn phòng kinh tế và văn hóa việt nam tại đài bắc đã liên hệ với cơ quan chức năng của đài loan sơ bộ xác minh được nhân thân người bị hại theo focus taiwan văn phòng công tố văn lâm đài loan trung quốc đã thông báo về việc bắt giữ bốn người việt nam và một người đài loan những người này bị cáo buộc đã bắt cóc tống tiền và sát hại một nạn nhân người việt nam họ vũ Tên đầy đủ là Vũ Văn Hát đang làm việc tại thành phố Đào Viên. Sau khi tìm hiểu gia cảnh của nạn nhân, người phụ nữ họ Nguyễn đã thuyết phục Hát tới Văn Lâm để gặp mặt. Tại đây, người đàn ông họ Lê và những người khác đã khống chế Hát, đưa nạn nhân tới một nhà trọ địa phương. Nhóm người này sau đó gọi điện thoại cho cha của Hát, yêu cầu số tiền chuộc 250.000 đồng Đài Loan, gần 200 triệu Việt Nam đồng. Sau khi gia đình của nạn nhân chuyển khoản, người này vẫn tiếp tục giam giữ Hát nhằm moi thêm tiền chuộc trong tương lai sợ nạn nhân kêu cứu. Nhóm nghi phạm đã bịt miệng và mũi, khiến anh hát tử vong vào ngày 13 tháng 3. Sau đó nhóm này đã đưa thi thể của anh chôn tại vườn mía. Đến ngày 10 tháng 4, cảnh sát đã tiến hành truy bắt các nghi phạm liên quan. Một ngày sau đó, các nghi phạm đã chỉ chỗ chôn lấp thi thể của anh hát để nhà chức trách khai quật. Chính quyền Đài Loan cũng đã bắt giữ tổng cộng 5 nghi phạm gồm 4 người Việt Nam và 1 người Đài Loan. Các nghi phạm bị cáo buộc với các tội danh bắt cóc đòi tiền chuộc và giết người. Thông tin về vụ việc ông Nguyễn Hoài Bắc, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương xác nhận sự việc và cho biết chính quyền địa phương vừa làm thủ tục xác minh nhân thân của người này để gia đình đưa thi thể về nước. Trước đó trong ngày 14 và 15 tháng 4, trên mạng xã hội lan truyền clip của Đài TVBS Đài Loan, ghi lại hình ảnh nhiều cảnh sát ập vào một căn nhà bắt giữ một số nghi phạm được cho là người Việt Nam và cả người nước ngoài đã có hành vi sát hại anh hát. Cũng theo nội dung clip được dịch lại Nạn nhân là H, người Việt Nam. Sau khi sang Đài Loan, nạn nhân quen biết với một phụ nữ Việt Nam họ Nguyễn thông qua mạng xã hội. Người này có bạn trai họ Lê. Người họ Lê đã cùng hai đồng hương người Việt Nam và một người Đài Loan họ Hứa thực hiện hành vi phạm tội. Những ngày qua mạng xã hội lan truyền thông tin về việc nữ sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông thị xã Bình Long Bình Phước bị nhóm bạn đánh khi đi học thêm tiếng Anh dẫn đến tổn thương sọ và trầm cảm nặng. Sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận và khiến nhiều người phẫn nộ trước hành vi bạo lực học đường. Qua xác minh của công an thị xã Bình Long, sự việc nữ sinh bị đánh xảy ra vào tối 8 tháng 4, nạn nhân là NMN. Trước đó, nữ sinh này và NTKL, NNTV, DTV, DTHA cùng 18 tuổi học chung lớp 12 trường Trung học phổ thông thị xã Bình Long chơi thân với nhau. Sau đó, NMN và DTV tách ra khỏi nhóm. Trong thời gian không chơi chung, các học sinh này xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 19 giờ ngày 8 tháng 4, sau khi tăng học lớp tiếng Anh, hai nhóm xảy ra cự cãi đánh nhau. Công an phường An Lộc đã mời các bên làm việc. Phía gia đình nạn nhân đã yêu cầu các bạn xin lỗi và bồi thường tiền điều trị thương tích. Vụ việc tưởng chừng đã kết thúc tại đây nhưng sau đó NMN bị nôn ói và được gia đình đưa đi khám ở bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện tâm thần. Tại hai bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán nữ sinh bị tổn thương nông ở đầu, tổn thương nội sọ, trầm cảm nặng. Trước sự việc này, gia đình nạn nhân lo lắng cho tình trạng sức khỏe và tinh thần của con, nên đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để phản ánh về vấn đề bạo lực học đường. Chị Lương Thị Thanh Hiền, mẹ của NMN cho biết tưởng con bị nhẹ nên chỉ yêu cầu xin lỗi để con tiếp tục đến trường, thế nhưng sau đó con bị thương nặng và còn bị bạn đe dọa dẫn đến trầm cảm nên sẽ làm đơn trình báo công an và cuộc xử lý. Theo chị Hiền, con mình bị trả thù vì đã can ngăn nhóm này đánh bạn. Gia đình yêu cầu cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh những kẻ gây ra hành vi bạo lực. Mẹ của nữ sinh bị đánh cho biết thêm, đến chiều ngày 12 tháng 4 thấy nờ xuất viện nhưng tâm lý không tốt, nên gia đình tiếp tục đưa nữ sinh đến Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nữ sinh đang trong giai đoạn trầm cảm nặng, không có các triệu chứng loạn thần. Đến nay nờ vẫn đang được kê đơn thuốc điều trị. Tôi đang rất lo lắng suốt 12 năm ăn học, giờ cháu sắp đến ngày phải thi học kỳ 2 và cũng chỉ hơn 2 tháng nữa cháu phải bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Giờ tâm lý sức khỏe của con bất ổn như vậy không biết cháu có thể vượt qua để hoàn thành được kỳ thi quan trọng này hay không. Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Anh Đức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bình Long cho biết, sau khi nắm được vụ việc, Ủy ban nhân dân thị xã cũng đã chỉ đạo các cơ quan công an xác minh làm rõ vụ việc. Quan điểm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã là sẽ xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân thị xã Bình Long cũng khuyến cáo người dân không chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng hoặc có thông tin chính thống từ cơ quan chức năng dễ gây hoang mang dư luận thường trực hội đồng nhân dân tỉnh cà mau tổ chức phiên họp chất vấn việc tháo gỡ xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ vi phạm quy định luật đất đai trên địa bàn tại phiên họp nhiều đại biểu hội đồng nhân dân đã đặt câu hỏi cho chủ tịch ủy ban nhân dân và các đơn vị liên quan về những vấn đề người dân doanh nghiệp quan tâm Ông Nguyễn Phương Đông, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết nguyên nhân cốt lõi chậm tiến độ thực hiện các dự án, tình trạng này có gây lãng phí tài nguyên, nguồn vốn doanh nghiệp, tài sản của nhà nước hay không. Trả lời chất vấn, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết có những dự án chậm tiến độ là do chủ đầu tư, tuy nhiên cũng có những vấn đề vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng quy hoạch thì trong đó có trách nhiệm của các sở ngành và địa phương. Theo đó, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được thì cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng vẫn còn một số tồn tại hạn chế như nhiều dự án triển khai thực hiện chậm tiến độ, một số dự án treo không thực hiện qua nhiều năm làm lãng phí tài nguyên đất, gây bức xúc trong nhân dân. Trước đó, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã khảo sát thực tế tại 15 dự án và làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư. Các cơ quan chủ trì theo dõi dự án, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có dự án trên địa bàn. Qua khảo sát, đoàn ghi nhận một số dự án không thực hiện thủ tục đầu tư, thủ tục đất đai để xảy ra tình trạng dự án treo, dự án đã đưa vào hoạt động nhưng nay không hiệu quả để lãng phí đất đai. Bên cạnh đó, một số dự án năng lực thực hiện của một số chủ đầu tư còn hạn chế, nhất là hạn chế về năng lực tài chính nhiều dự án gặp khó khăn về vốn nên tạm dừng thực hiện dự án hoặc thực hiện cầm chừng hay hoạt động chưa đúng theo cam kết về quy mô công suất nguyên nhân do việc quản lý đất đai tại một số địa phương thời gian qua còn lỏng lẻo để xảy ra tình trạng lấn chiếm sử dụng đất không đúng mục đích không xử lý rứt điểm khi phát sinh bên cạnh đó công tác phối hợp giữa chủ đầu tư và sở ngành địa phương giữa các cơ quan đơn vị liên quan chưa thật sự chặt chẽ Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa ra thông báo truy tìm đối tượng Trần Thị Mỹ Hiền, sinh năm 1963, ngụ đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trinh, quận 1. Bà Hiền là nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đất vàng Hoàng Gia, là bị can trong vụ án Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng bọn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angelina, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ đất vàng Hoàng Gia, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Len được xác định cùng đồng phạm lừa đảo nhiều khách hàng chiếm đoạt hơn 816 tỷ đồng. Ngay sau khi bị khởi tố với các bị can tội cùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bà Hiền bỗng dưng bị bệnh tâm thần cơ quan điều tra đã ba lần tiến hành giám định tâm thần đối với bà Hiền. Theo kết luận giám định mới nhất trước, trong và sau khi gây án, người phụ nữ này mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ bị can đối với bà Hiền sau khi áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc sẽ xử lý tiếp. Thế nhưng trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Trong vụ án này, công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Phạm Thị Tuyết Nhung có vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của công ty Angelina và công ty Đất vàng Hoàng Gia. Mặc dù chưa hoàn tất thủ tục thanh toán chuyển nhượng các thửa đất, một số thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các lô đất chưa được chấp thuận phương án đầu tư, nhưng Nhung vẫn chỉ đạo thực hiện hành vi trái pháp luật. Bị can Nhung đã thuê người lập bảng vẽ, thiết kế, phân lô và đặt tên cho nhiều dự án khác nhau, chỉ đạo nhân viên quảng cáo gian dối, dẫn dắt giới thiệu khách ký hợp đồng với công ty. Từ đó, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt 536,5 tỷ đồng. Đối với Trần Thị Hồng Hạnh, mặc dù biết rõ công ty Hoàng Kim Len đưa vào lập quy hoạch dự án không thuộc quyền sử dụng hợp pháp, tuy nhiên Hạnh đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền lập 7 dự án phân lô, từ đó chiếm đoạt của nhiều khách hàng số tiền 181,4 tỷ đồng. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ngoài ra, Bộ Công an còn khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Nguyễn Văn Thảo, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang và Đàm Văn Cường, phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Bị can còn lại là Hoàng Thế Du, trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang, bị cáo buộc tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên, ngày 15 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Công an đã tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, gọi tắt là Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Đồng thời, cơ quan công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 6 người trong vụ án này. Được biết, công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An Thuận An Group, tiền thân là công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, được thành lập từ năm 2004 do Nguyễn Di Hưng làm chủ tịch. Thuận An Group được biết đến là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, kinh doanh và đầu tư bất động sản. Doanh nghiệp này được thành lập vào khoảng tháng 8 năm 2004 với vốn điều lệ kiêm tốn 3,9 tỷ đồng. Giai đoạn 2011-2018, Thuận An Group bắt đầu con đường mở rộng quy mô với đích đến là xây dựng hạ tầng kỹ thuật với 3 lần tăng vốn điều lệ đều tính bằng lần, Đến năm 2014, vốn đăng ký của doanh nghiệp đã lên 300 tỷ đồng, tức tăng gần 80 lần sau 10 năm. Năm 2021, doanh nghiệp tăng tiếp vốn điều lệ lên gần 3 lần 800 tỷ đồng, gấp hơn 200 lần so với khi mới thành lập. Nhiều năm gần đây, Thuần An liên tục trúng hàng chục gói thầu xây lắp, trong đó có những gói thầu quy mô vài trăm tỷ đồng. Trong vai trò là nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, Thuần An hiện cũng đang trong thời gian thi công hàng loạt gói thầu tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong năm 2023, liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, Thuận An Group đã trúng gói thầu số 11 XL thi công xây dựng công trình cầu Đại Ngãi 2 tuyến và các công trình trên tuyến có giá gói thầu 2073 tỷ đồng. Giá trúng thầu 1727 tỷ đồng. Liên danh Thuận An Group, Công ty Cổ phần xây lắp và cơ khí Phương Nam, Công ty Cổ phần xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng 168 Việt Nam trúng gói thầu xây lắp số 2, Công ty xây dựng đoạn km 22 000 km 32 000 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa bung Ma Thuộc giai đoạn 1 với giá trúng 2 078 tỷ đồng liên danh Thuận An Group, công ty cổ phần tập đoàn xây dựng 168 Việt Nam cũng đã trúng gói thầu số 04XL thi công xây dựng đoạn km 12 500 đến km 19 120 thuộc dự án cao tốc tiên quan Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang với giá trúng thầu là hơn 815 tỷ đồng. Tại công trình xây dựng nút giao thông Điện Biên Phủ Nguyễn Tri Phương thuộc dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng Thuận An, trong vai trò liên danh cũng là nhà thầu thực hiện dự án với giá trị hợp đồng gần 120 tỷ đồng. Vài năm gần đây, tập đoàn này nổi lên là một nhà thầu trong các dự án làm cầu. Đó là dự án cầu sông Rút nằm trên tuyến cao tốc nối Hà Long với Bạch Đằng, cầu Cửa Hội, Dây Văn, Estrados bắc qua sông Lam, cầu Vĩnh Tuy 2, cửa ngõ ra vào thủ đô Hà Nội, cầu Rạch Miễu 2. Một dự án lớn nữa mà công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thi công là dự án cầu Kỳ Lộ cây cầu dài nhất 1,8 km trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh. Tập đoàn Thuận An cũng chính là một trong hai nhà thầu chính thi công. Cầu dây văn, máy chai nối từ Mương Cầu Tre – Ngô Quyền sang đảo Vũ Yên – Thủy Nguyên – thành phố Hải Phòng. Với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, do một tập đoàn tư nhân làm chủ đầu tư, công trình nằm ngay cửa biển có các tàu tải trọng lớn ra vào. Còn tại công trình cầu dây văn Đồng Việt nối tỉnh Bắc Giang với Hải Dương, Thuận An là nhà thầu đảm nhận khối lượng công việc lớn nhất dự án, với giá trị thi công gần 800 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án này là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang. Mới đây, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức liên quan đến trường quốc tế Mỹ. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ công tác liên ngành tăng cường theo dõi, giám sát, chỉ đạo trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế Mỹ đảm bảo điều kiện tổ chức học tập, nội dung chính của chương trình học, chất lượng dạy học của trường và chất lượng học tập của học sinh. Các vấn đề phát sinh kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét chỉ đạo. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác xử lý các vấn đề liên quan đến trường này từ ngày mùng 8 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4. Về tài chính, đến 14 giờ ngày 12 tháng 4, phụ huynh đã đóng góp 30,4 tỷ đồng vào tài khoản tiếp nhận hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động giáo dục của nhà trường cho đến cuối năm học 2023-2024. Trong tuần qua, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia giả soát, giám sát việc chi lương tạm tính, tiền nhà cho giáo viên người nước ngoài và các khoản phục vụ hoạt động giảng dạy. Số dư hiện tại là 6,7 tỷ đồng. Hiện trường còn 1.087 học sinh, giảm 33 học sinh. Trong ngày 12 tháng 4, ở Bậc Tiểu học có 42 trên 49 giáo viên nước ngoài, 12 trên 14 giáo viên Việt Nam, 395 trên 428 học sinh tiểu học đi học lại. Ở Bậc Trung học có 55 trên 74 giáo viên nước ngoài, 10 trên 13 giáo viên Việt Nam. 547 trên 659 học sinh đi học lại và 95 trên 103 nhân viên đi làm. Theo báo cáo của hiệu trưởng, đến ngày 12 tháng 4, trường nhận được 10 đơn xin thôi việc từ giáo viên người nước ngoài. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức dạy học của nhà trường trong thời gian tới. Số học sinh vắng học trong ngày 12 tháng 4 cao nhất trong tuần qua. Bậc tiểu học vắng 33 học sinh, bậc trung học vắng 112 học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao phòng giáo dục trung học nghiên cứu đề xuất của trường cho các khối lớp kết thúc năm học sớm vào ngày 26 tháng 4. Riêng lớp 12 sẽ đến trường hướng dẫn ôn tập đến ngày 17 tháng 5 để hoàn thành kỳ thi tú tài quốc tế. Hội đồng xét xử đã tuyên đọc bản án dành cho 86 bị can trong vụ vạn thành pháp ngân hàng SCB và các bên liên quan. Bà Trương Mỹ Lan bị kết án tử hình, buộc bồi hoàn cho SCB số tiền hơn 673.000 tỷ đồng các tài sản liên quan bị kê biên sẽ dùng để hoàn trả cho nghĩa vụ thi hành án. Hội đồng xét xử đồng thời đưa ra nhiều quyết định về các giao dịch dân sự của bà Lan và các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm thu hồi tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo. Trong đó, tòa buộc công ty quốc cường Gia Lai do bà Nguyễn Thị Như Loan làm chủ tịch hội đồng quản trị hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận từ bà Lan là hơn 2.882 tỷ đồng, Quốc cường gia lai sẽ nhận lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sydney Iceland thuộc tập đoàn Vàng Thịnh Phát nắm giữ trước đó liên quan đến các thỏa thuận chuyển nhượng hợp tác còn gian dở giữa bà Lan các công ty thuộc Vàng Thịnh Phát với các đối tác và buộc các bên giao trả cho nhau những gì đã nhận. Cụ thể công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát bị buộc nộp lại hơn 2.300 tỷ đồng, công ty Phú An bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại 145,2 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà hoàn trả 400 tỷ đồng. Công ty cổ phần T và H Hà Long và công ty Âu Lạc nộp lại hơn 6.000 tỷ đồng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Trong đó, khi nhắc tới cái tên Phú An và nữ doanh nhân Phan Thị Phương Thảo, giới doanh nhân thường liên tưởng ngay đến công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An và tập đoàn Khang Thông, cùng dự án đình đám Happy Land xứ sở hạnh phúc Happy Land nổi tiếng với tổng quy mô 688 hecta vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đô la Mỹ từ chục năm trước dự án gây bão khi cho biết đã thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài kêu gọi rầm rộ triển khai như vậy nhưng sau đó dự án đắp chiếu nhiều năm công ty rơi vào cảnh nợ nần chồng chất hàng loạt bản án sau đó được công bố số nợ của Phú An lên đến khoảng 700 tỷ đồng mất khả năng thanh toán thậm chí công ty còn nợ cả tiền bảo hiểm xã hội, cục thi hành án dân sự tỉnh Long An phải vào cuộc kê biên một phần tài sản. Bà Thảo lúc đó bị cấm xuất cảnh. Năm 2016 để trả nợ tập đoàn Khang Thông tìm đối tác mua cổ phần của dự án Happy Thông tin trên thị trường thời đó cho biết những cuộc đàm phán với bà Trương Mỹ Lan của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã diễn ra nhưng bất thành, không đạt được thỏa thuận với Vạn Thịnh Phát. Năm 2017. Phía Khang Thông công bố thông tin đã bán 88% cổ phần của dự án Happy Land cho đối tác Vina Oscar tại Hồng Kông, Trung Quốc. Năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An nhận được đơn của công ty Nhật Linh, Lia yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty Khang Thông. Cục thi hành án dân sự cho biết, thời điểm đó đang tổ chức thi hành án đối với 6 bản án của công ty Khang Thông. Sau hơn 2 năm, tháng 3 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty Khang Thông. Liên quan đến phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát vừa qua, sau khi tuyên án Trương Mỹ Lan và các bị cáo, hội đồng xét xử tuyên tạm giữ một số tiền, buộc một số cá nhân tổ chức hoàn trả một khoản tiền tổng trên 12.000 tỷ đồng, tiếp tục kê biên một số bất động sản cổ phần, số tiết kiệm để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án. Ở nội dung này, hội đồng xét xử giải thích thêm, đối với các tài sản, khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, nghĩa là bao gồm vụ án này và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo. Như vậy, do tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan rất nhiều, cùng với nhiều khoản tiền khác bị thu giữ, hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định tài sản dùng bồi hoàn cho SCB chỉ nằm trong 1.122 mã tài sản mà bị cáo Lan dùng để thế chấp tại SCB và một số khoản tiền các bị cáo trong vụ án tự nguyện nộp khắc phục cho SCB. Một số tài sản tiền khác sẽ được dùng khắc phục trong toàn bộ vụ án Trương Mỹ Lan. Theo phân tích của luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối đoàn luật sư thành phố Hà Nội, để thi hành phần trách nhiệm dân sự của bị cáo Lan, điều đầu tiên là phải có bản án có hiệu lực pháp luật. Hiện nay, bản án tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên mới là sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật. Bản án này sẽ có hiệu lực pháp luật nếu không có ai kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ khi tuyên án hoặc 15 ngày kể từ khi nhận được bản án. Với những người không tham dự phiên tòa hoặc không có cơ quan nào kháng nghị, trong vòng 30 ngày kể từ khi tuyên án. Trường hợp có kháng cáo hoặc kháng nghị, bản án sẽ có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm tòa án cấp phúc thẩm tuyên án. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án cần làm đơn đề nghị thi hành án nộp đến cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết theo thẩm quyền, số tiền đang tạm giữ cùng các tài sản kê biên sẽ chuyển sang cơ quan thi hành án để thực hiện thi hành án theo bản án có hiệu lực pháp luật. Cũng liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp cho biết, bản án mà tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên chưa có hiệu lực pháp luật. Trường hợp phần án dân sự tới đây không có kháng cáo, kháng nghị hoặc bản án có hiệu lực pháp luật việc thi hành án dân sự sẽ được thực hiện đúng theo quy định pháp luật ông lợi nhấn mạnh đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay nên ngay trong giai đoạn điều tra truy tố xét xử vụ án các tài sản vật chứng đã được chuyển giao cho cơ quan thi hành án do đó tổng cục thi hành án dân sự đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra giả soát tính pháp lý của các tài sản để đảm bảo cho quá trình thi hành án sau này vẫn theo ông lợi Vụ án Trương Mỹ Lan vạn Thịnh Phát có quy mô rất lớn, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà nước và dư luận xã hội. Tổng cục Thi hành án dân sự đã chủ động chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương, chủ yếu là Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch rất chi tiết về bố trí nguồn lực thi hành án. Tổng cục cũng cử cán bộ hướng dẫn công tác thi hành án, thậm chí tính đến cả phương án tăng cường lực lượng cho thành phố Hồ Chí Minh ông Lê Minh Hoàng, người được tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp giới thiệu với Tri Cục Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh về khả năng cầu mưa cho biết từng cầu cho lúa ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội bớt ngã đổ vì gió. Để chứng minh, ông Hoàng đã cung cấp văn bản có con dấu và chữ ký của Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Theo nội dung văn bản, ông Hoàng trình bày, mình có khả năng đặc biệt giúp giảm được thiên tai cho ngành nông nghiệp. Ông Hoàng cũng phân tích do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên đã ảnh hưởng. Ông Hoàng viết, trong nhiều năm tôi đi tham quan nhiều nơi, thấy vụ xuân hè toàn gieo mạ và cấy lúa đúng vào những ngày rét đậm gây cho mạ chết. Lúc cấy, nhiệt độ quá thấp khiến cho thợ cấy tê cứng chân tay. Vụ hè thu do nắng nóng bà con phải đi cấy đêm. Tôi chăn trở xót xa. Tôi thấy xã viên xã Mỹ Thành đi buộc lúa do ngã đổ. Nhiều nhà không buộc kịp dẫn đến lúa bị mọc mầm cả cánh đồng. Tôi bảo tôi muốn giúp bà con đỡ thiệt hại và lúa đỡ bị ngã đổ các bà có đồng ý không? Họ bảo được thế thì tốt quá, chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Trước tình hình đó tôi âm thầm nghiên cứu cầu nguyện, tìm giải pháp giúp đỡ bà con nhân dân, giảm được thiệt hại do mưa gió gây ra. Văn bản còn thể hiện sau thời gian quan sát, giữa lúc lúa chín vào tháng 8 năm 2023 thì xảy ra gió giật mạnh, ông Hoàng đã cầu nguyện để bớt thiệt hại cho xã viên Kết quả thiệt hại vụ mùa đó giảm 80% so với vụ mùa 2021-2022. Văn bản này còn có chữ ký và xác nhận của ông Đinh Quang Thành, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành. Khi đề cập đến văn bản trên, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết sẽ vào cuộc xác minh tính thực hư của văn bản. Vì lãnh đạo này nói: "Tôi đã trao đổi với lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành để kiểm tra xác minh lại sự việc." Tại sao lại có dấu đỏ xác nhận của hợp tác xã trong báo cáo trên cũng được chúng tôi tiến hành xác minh. Tới chiều ngày 15 tháng 4, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết, sau khi tiếp nhận được thông tin, huyện đã lập tức giao cho ban tôn giáo, chính quyền hai xã Mỹ Thành và Bột Xuyên, nơi cư trú của ông Lê Minh Hoàng để xác minh. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định văn bản trên chính là do ông Đinh Quang Thành, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành ký. Vị lãnh đạo huyện Mỹ Đức nói, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành đã họp và yêu cầu ông Đinh Quang Thành, chủ nhiệm hợp tác xã, viết bản kiểm điểm. Ông Thành là đảng viên, cầm con dấu của hợp tác xã mà lại đi xác nhận những sự việc mang tính chất mê tín dị đoan là không chấp nhận được. Ngoài ra, theo vị này, Ủy ban nhân dân xã Bột Xuyên cũng đã mời ông Lê Minh Hoàng lên làm việc. Liên quan vụ ông Lê Minh Hoàng, ngụ xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, người tự nhận có thể cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh bằng phương pháp cầu nguyện gây xôn xao dư luận. Mới đây ông Hoàng lại nhận lỗi khi làm việc với chính quyền nơi cư trú. Một lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin Lê Minh Hoàng cư trú tại địa phương, tự nhận có khả năng cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh và cung cấp văn bản xác nhận chính ông đã cầu nguyện cho nông dân của hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành bớt thiệt hại trong vụ mùa, huyện đã yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành và Ủy ban nhân dân xã Bột Xuyên báo cáo sự việc. Theo đó, trong văn bản trên, ông Lê Minh Hoàng viết sau thời gian quan sát, giữa lúc lúa chính vào tháng 8 năm 2023 thì xảy ra gió giật mạnh, ông Hoàng đã cầu nguyện để bớt thiệt hại cho xã viên. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành cũng làm việc với ông Đinh Quang Thành, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành và xác nhận chữ ký dấu đóng trên văn bản mà ông Hoàng cung cấp, đúng là của ông Thành. Cùng lúc, Ủy ban nhân dân xã Bột Xuyên đã mời ông Lê Minh Hoàng lên làm việc. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, Huyện đang chờ báo cáo chính thức của hai xã trên. Trước mắt ông Hoàng xin lỗi về việc công khai văn bản. Ông Hoàng nhận sai và xin rút lại các văn bản đã gửi. Đại diện chính quyền địa phương nhìn nhận có thể xuất phát từ quê hương Thuần nông với nghề trồng lúa nước là chủ yếu nên phát sinh sự việc trên. Huyện đang giao cho cơ quan nội vụ tôn giáo xem xét thêm về sự việc. Riêng trường hợp ông Thành ký đóng dấu của hợp tác xã vào văn bản của ông Hoàng, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý phù hợp lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện mỹ đức nói về vụ việc trên ông lê minh hoàng chia sẻ ông đã đến làm việc với chính quyền về văn bản có dấu của hợp tác xã mỹ thành theo lời ông hoàng trong buổi làm việc ông được cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng những gì có liên quan đến dấu đỏ chưa được kiểm chứng thì không nên đưa lên mạng xã hội ông hoàng cho biết về báo cáo của tôi, họ hỏi tôi lấy các con số chi tiết về giảm thiệt hại vụ mùa cho bà con hợp tác xã Mỹ Thành ở đâu. Nói do tôi thương bà con làm nông nên ra bờ ruộng nằm theo dõi. Xem gió đến, lúa ngã đổ vào thời điểm nào, từ đó tôi mới ghi giờ giấc vào được như vậy. Theo ông Hoàng, cơ quan chức năng giải thích cho ông hiểu rằng việc giảm thiên tai của năm này so với năm trước hay không phải do các cơ quan khoa học kiểm chứng. Một mình giám đốc hợp tác xã là không được, do vậy ông Hoàng mới nhận lỗi và được yêu cầu rút lại các văn bản đã báo cáo liên quan đến dấu của hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành. Về việc cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Hoàng thông tin các nơi ông gửi công văn giới thiệu của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, giám đốc trung tâm dịch thuật dịch vụ văn hóa và khoa học công nghệ thuộc liên hiệp các hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam về khả năng cầu mưa tới nay đều nói đang chờ xin ý kiến lãnh đạo. Đứng trước câu hỏi tại sao ông phải chờ có giấy mời của chính quyền địa phương mới cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng cho biết ông lo lắng rằng nếu ông tự đi mà không có sự hỗ trợ từ địa phương thì có thể hàng ngàn người kéo ra xem sẽ nguy hiểm. Ông Hoàng cho biết thêm tôi không lập đàn cầu mưa mà tôi chỉ xin chính quyền cử cán bộ dẫn tôi đến một vài nơi hỏi ý kiến người dân xong về tôi cầu nguyện xin mưa tôi đọc kinh cầu nguyện xin cho các vùng đang bị hạn hán không có đòi hỏi gì thêm tôi chỉ đề nghị người dân khi thấy tôi xin mưa thì bình tâm không ùn ùn kéo ra đường